Chuyện khó tin nhưng lại đang có thật. Một tảng đá nặng 42 kg phải cần tới hai người mới có thể nhấc bổng lên được. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, người đàn ông này lại có thể hút tảng đá đó lên ngực một cách rất nhẹ nhàng. Người làm nên chuyện khó tin này đó là anh Nguyễn Quang Thanh, giám đốc nhà văn hóa thanh niên thành phố Hải Phòng. Nhiều người gọi đây là người siêu nam châm. Vì không chỉ hút những vật bằng kim loại mà cơ thể anh còn hút được bất cứ loại vật phi kim nào khác. Gạch. Laptop, sổ ghi chép. Đưa cái gì lên cũng được. Và cả tấm gỗ ván to. Nhưng mà sức ép về công việc, sức ép về một số cái yếu tố khác đã tạo cho mình không yên tâm trong cái công việc của mình hàng ngày. Thế và mình muốn cân bằng mà mình vẫn muốn phải đi tiếp công việc đó, mình vẫn phải muốn làm tốt công việc đó, cho nên là mình ấy đi tìm xem cái khả năng con người có cái gì đó để chữa trị được không. Thấy rằng là có một cái cụm từ gọi là khai thác cái tiềm năng con người và cái cảm xạ, thì mình cũng đi theo nó. Theo nó là mình theo cái những cái bài đó để mình xem trên mạng nó đăng và những cái gì có liên quan thì mình thấy. Và đến khi mà mình tìm được một cái những cái bài nói về cái cách tập luyện này, trên mạng trên đó có rất nhiều cái bài hướng dẫn cộng đồng chúng ta tập luyện cái này. Các bạn vào đó các bạn tập tất cả những đó, các bạn có thể hiểu và biết được đến khoảng 50-60%. Hiện nay với tiết mục này nó đã được phổ biến rộng rãi, ai cũng có thể thực hiện được nếu như họ yêu thích và rèn luyện đúng cách. Với việc hút thành công những khối đồ vật khổng lồ, một lần nữa đã chứng minh được khả năng phi thường còn đang tiềm ẩn trong mỗi con người. Hơn nữa, nó còn góp phần nào xóa bỏ lớp màu huyền bí mang đậm tính tâm linh theo những quan niệm của những người xưa.